Giới chức y tế Nigeria vào ngày hôm qua 20 tháng 8 xác nhận một bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vong hôm 19 tháng 8 tại bang Lagos, phía tây nam của nước này. Theo đó, nữ bác sĩ này bị nhiễm Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân người Mỹ gốc Liberia, Patrick Shire, người đầu tiên tử vong tại Nigeria vì Ebola và được cho là mang virus chết người đến Nigeria. Trường hợp tử vong của nữ bác sĩ này đã nâng tổng số ca chết vì virus Ebola tại Nigeria lên 5 người. Hiện có ít nhất 177 người tại Nigeria đang được theo dõi chặt chẽ nhằm ngăn chặn khả năng lây lan của dịch bệnh. Tổng thống Nigeria đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Ebola, đồng thời cam kết chính phủ sẽ cung cấp khoản tiền 11,6 triệu đô la Mỹ để đối phó với dịch Ebola.